chakra es un camión de remolque. Yeah. One beat. Chung một cặp bè. One, two, three, let's go. Trời đã tối sầm lại ngay khi bộ đời đã gần đây sống ra. Cái mưa gọi gió và sự sợ hãi cố chạy có phong ba. Mà anh vinh hạnh để lấy làm cốt ưng sủng của ông cha. Người ta phải tự kết liễu cái lũ tôi kêu như chẳng mà đăng và đóng ta. Người ta phải cố chạy như một con gắn độc gặp nhiều hâu. Điện thoại của người chỉ bấy nhiêu đó, đối với ta đã nhiều đâu. Phô trương sức mạnh của mình không cách ta chọn là chiều sâu. Kỹ năng ta dùng là võ không văn nên chẳng lâm lời về nhiều câu. Bước đi thêm một bước lốc xe đang vẫn còn bên tai. Trên tiếng không thể đập đổ đôi lại giây phút được lên ngay. Ngay từ đâu sóng gió đã nổi dậy, biết bao nhiêu trận cuộc phong. Thế giới hay cực không được cân bằng, nhưng dù thế nào vẫn muốn sống. Đến giây phút cuối cùng thêm chết mới bảo còn với gồng thẳng. Hai cộng một thì bằng không. Kết quả của việc bằng mà không bằng lòng bằng nồng số vũ khí cổ đại mà bọn hải quân và thiên long nhận lần cố che giấu. Và đến một ngày sự thật với bạn trước khi cha trái buông trống vực sâu. Bọn khi đi đã gần là người vĩ đại hay không? No. Ông chính là người mình nhất cho đến hay đến hiện tại. Chính phủ thế giới đang tìm một cách để ngăn chặn sai. Tìm được người đầu tiên thì tôi xin phép được nói từng sai. No. Mình khi đi đã gần là người vĩ đại hay không? No. Ông chính là người mình nhất cho đến thời điểm hiện tại. Chính phủ thế giới đang tìm một cách để ngăn chặn sai. Tìm được người đầu tiên thì tôi xin phép được nói từng sai. No. El chakra es un camión de remolque. Đây là Phật tổ, mang đồ sen của cương, muốn lật đổ. Vậy thì mới biết cú hơi bị chật chỗ. Trong cái đại lao này ta bắt một bầy thông cảm nhé các thí chủ. Chỉ cần bư đen xăng người chạy nhanh, như ta đen vàng cứ đi chậm không bả sổ. Ta nó lười đánh người lại nói ta hèn nhát, nhưng làm sao con rời có thể thoát khỏi bàn tay của Phật tổ. Dragon mang danh cứu khổ cứu nạn, đồng đội chết không dám ra mặt cứu bạn. Quân cách mạng chắc chỉ nói thế cho sang. Nghe danh ngày đây chắc các người muốn tay lo toàn. Nghe phong phanh râu trắng đến làm càng. Ta tập hợp binh đoàn khi chờ hắn với đầu hàng. Ta là người đại diện cho công lý tuyệt đối. Dù là Thích Vũ Hải thì cũng cần phải cứu rồi. Kỹ năng chiến lược của ông là thiên tài. Nói về đạo lý thôi thì thiện tai. Cha Hito Hito thuộc do anh thần thoại. Sông xung kích phóng ra không bao giờ thừa thải. Đồng minh cũng nhiều nhưng kẻ thù thì không thiếu. Phần ông thì sống không thì tiền đây cũng điếu. Ông đây không phải bad boy nên cũng rất dễ chịu. Để ông dẫn quân thì bao nhiêu cũng phải tiêu. El chakra es un camión de remolque.